Đây, được rồi đấy. Xin. Đúng, còn gái còn lứa dùng đổ như phá ấy. Con nhà người ta ấy, cả năm mua có một cái ba lô thôi. Con nhà mình đây mua đến 2-3 cái liền. Đấy, bố vừa mới mua cho xong cái lại đứt quay rồi. Không phải đâu bố ạ, tại con đựng nhiều sách quá. Mà bố ơi, con bảo lần sau mà cái cặp này rách nữa nhá, bố đừng khâu nữa, bố mua cho con hẳn cái cặp xịn bố ạ. Thôi được rồi, để sắp tới bố bán lan rồi bố mua cho. Mà con gái con lứa thì phải học khâu vá đi chứ lại. Đụng cái gì cũng không biết làm, chó nó lấy. Bố á. Bố cặp con cũng rách, bố mua cho con cái khác đi. Hai cái đứa này làm sao lại đòi cùng lúc thế nhỉ? Hai anh em ấy, một đứa mua trước, một đứa mua sau nha. Thôi thế cũng được ạ. Thôi, bọn con chuẩn bị đi học đi cả muộn. À, chuẩn bị đi. Vâng. Ủa, nắng thế nhở? Đã dạ nắng. Có cặp không đeo ôm làm gì? Em ôm cho đỡ rách anh Hiếu ạ. Sách đựng nhiều quá, không ôm nó rách mất đấy. Ôi giời ơi, được đấy nhở, tính toán được đấy. Mà anh Hiếu ơi, hả? Ước gì nhà mình giàu khoảng tầm như nhà anh Tuấn á. Để ăn đỡ phải nghĩ mà cũng không lo cặp rách luôn. Mày lại bắt đầu rồi đấy. Bố mà nghe thấy bố buồn lắm đấy. Mà nhà mình tuy nghèo về vật chất nhá, thế nhưng mà về tình cảm nhá, nhà mình phải đạt cái cấp gọi là tỷ phú. Mày cứ yên tâm, mày học đi, hiểu không? Sau này anh lớn anh giàu nhá, anh mua cho mày hẳn chục cái cặp. À mà không, cho hẳn 100 cái cho nó máu, hiểu không? Mỗi quyển sách mày đúng một cái cặp cho anh, không bao giờ lo bị rách. Giời anh Hiếu ạ, lúc mà anh giàu á, lúc mà anh thành đạt thì em có đi học nữa đâu mà cần cặp. Kỳ thế thì tao mới bảo cho mày. Anh Hiếu á, chả thương em gì cả. Sau này em giàu nhá, anh xin em cái gì có lôi em đi cho. Ôi giời ơi, cứ tao chả thèm nhá. Thôi đi học. Thì tào lao, lúc mày lấy chồng á, có khéo còn mày còn chả thèm về thăm bố hay chứ. Cứ tưởng mỗi Nhung có thường xoay biết sao. Anh Hoàng cũng có chai nước mắm biết di chuyển nè. Thắm ơi, Hoàng đợi ở ngoài. Thắm ra ở ngoài nhé, có xoài chín ngon. Mày nhá, thắm nào hả? Tao chả biết thắm nào cả nhá. Mày đang nói thằng Hoàng nào chứ có phải tao đâu. Em cũng thế, em chả biết thắm nào cả. Em chỉ biết là thắm nhà bán nước mắm. Tuy hơi lời tắm nhưng mà trông cũng xinh lắm. Mày cái gì? Em dám được bẩn giày mới bây giờ. Mà nhá, em chỉ có biệt hiệu là Nhung Duê. Nhưng mà chỉ cần anh làm việc nhà cho em khoảng 1 tháng thôi thì em từ chế độ Duê sang trùm chím ngay. Con này nhá, mày làm em tao hơi lâu rồi đấy. Này, đầu tao đây này, mình ngồi lên đây, ngồi luôn đấy. Anh cứ nào ạ, tự nhiên là bảo em trèo lên đầu ngồi. Mà bà xong trả đưa ghế thì em trèo lên kiểu gì? Trời ơi, này nhá, tao nhịn mày hơi bị lâu rồi đấy. Mày Hoàng thắm, bán thắm. Hoàng thắm con này đi học lâu thế nhở? Cha biết muốn đi học muộn hay thế nào? Đợi vã cả mồ hôi, trôi cả phấn. Anh Tuấn, anh lấy phấn á? Đánh phấn cho nó đều màu chứ. Anh bôi cả kem chống nắng nữa. Là con gái phải xinh. Thế nhưng mà anh là con trai mà. Ai bảo anh là con trai hả? Anh là con trai bao giờ? Anh là con bóng nhá. Trái biết cái gì? À, hóa ra anh là giới tính thứ ba. Thảo nào mấy hôm đi chơi em thấy sai. Mày nhận ra hơi bị muộn đấy. Và thời tương lai của em, những người như anh sẽ được lựa chọn hình dáng của mình. Thế là như nào? Là anh không cần phẫu thuật, sẽ có một cỗ máy cho anh bước qua, sẽ trở thành một người mà anh muốn. Ví dụ như trai thẳng hoặc là gái bánh béo. Thích thế á? Ui, ước gì... Hoàng thắm à? Đứng lại! Hoàng thắm! Đứng lại! Hoàng thắm! Này, Hoàng thắm! Tao đòi những mặt mày biết nhá. Mày làm em, tao làm anh. Mày để yên cho tao làm anh đi nhá. Mày làm sao? Mày thích nhảy lên đầu lên cổ tao à? Con này. Mày. Đây, đứng đây. Thôi, gươm chưa sáng đã cãi nhau rồi. Bây giờ đi học đi, không trôi hết lớp trang điểm của tôi. Tôi trang điểm mỏng lắm. Trang điểm á? Thế nào? Ôi trời ơi. Các bạn lớp trang điểm mỏng đấy. Đây là 1 tấn phấn chứ mà. Đấy, đừng mà trêu tôi nhá. Đi học đi. Đi học. Rồi ơi. Cặp lại đứt, hỏng cả khóa. Không biết bao giờ bố mới có tiền mua cặp mới cho mình nhở? Thảo ấy. Thảo, chưa thay quần áo à? Thay đi, xong hai anh em ra đồng đào khoai. Hôm nay hết gạo rồi, phải độn thêm khoai ăn cho nó no. Hết gạo anh, nhà mình mới gặt mà. Mày bị sao đấy? Gặt được bao nhiêu, bố bán lấy tiền đóng tiền học thêm cho hai anh em rồi còn gì nữa. Mày không nhớ à? Thay quần áo đi. Vâng. Nhanh lên nhá. Ôi trời ơi, trời nắng thế nhỉ? Ngứa quá. Bà anh Hiếu ơi, à? Em bảo không biết nhà mình giàu sẽ như nào nhở? Khéo á, phải có máy bay riêng đấy. Thôi à, mình giàu thôi. Như nhà thằng Tuấn đấy, giàu có máy bay đâu. Em thấy anh Tuấn có mấy cái đủ màu mà. Thôi, đang nói máy bay thật các bạn.
Thế ngựa gì đi với này? Mà anh Hiếu ơi, ước gì mình được sống trong giàu sang để không phải ăn cơm lợn khoa như này nữa anh nhở? Ê giời, nếu mà giàu nhá, tao thề tao không bao giờ ăn chanh đồ ăn của mày. Anh nhớ ấy. Hai người đang đi đâu đấy? Bọn anh đang đi đào khoai về độn cơm. Trưa nắng thế này mày đi đâu đây? À, em đi ra nắng chơi cho mát anh ạ. Mày giỡn à? Ra nắng lại chơi cho mát? Em không biết, có người bảo thế nên em ra thử. Ai bảo mày thế? Bác chủ trọ chỗ em. Ôi giời, sao bác lại bảo mày thế nhở? Em có biết gì đâu, thấy hai vợ chồng bác chủ trọ cãi nhau, em vào can, bác bảo mày ra nắng cho mát. Thế là em ra. Ôi giời ơi, thế bảo sao? Tao biết vì sao ở tương lai mày là học sinh cá biệt rồi đấy. Ra nắng ai chỉ có vàng mắt thôi. Nha. Ôi giời ơi, rốt. Đi về đi, nha. Anh từ từ đã anh. Gì nữa? Em... Anh Hiếu ơi, hình như là chị Ngọc Anh muốn nói gì với anh á. Muốn nói á? Thì nói đi, để anh về nấu cơm, đói quá rồi. Hôm nay nhà mọi người nấu cơm không? Cho em sang ăn với. Ôi dồi, cơm hôm nào nấu, khổ quá. Được rồi, thế nếu sang thì sang. Nhưng mà nói trước này, nhà tao nghèo, hôm nay cơm độn khoai đấy. Ăn được thì ăn, không ăn được thì về nhá. Chứ đừng có ngồi mâm xong rồi chị ổng treo bố tao vả ra đây. Khoai ai? Khoai ở thời em á, phải nhiều tiền lắm mới ăn được đấy. Ôi dồi, thế là ở thời đấy khoai tuyệt chủng à? Ui đấy, thấy chưa? Con cả thấy chưa? Tranh thủ ăn khoai đi nhá. Những cái thứ mà mình đang ăn đây này, ở thời tương lai á, chỉ có giới siêu giàu mới được ăn thôi đấy. Không, nhưng mà em vẫn thích giàu như anh Tuấn, giàu như anh Hoàng Anh ấy. Để em nhá, được ăn tha hồ những cái món ăn Hàn Quốc. Ui giời ơi, muốn là được ngay đấy nhá. À, đây, mày hỏi Ngọc Anh xem có bảo bối gì bảo biến cho. Em có cánh cửa đi đến vùng đất ước mơ đấy. Ôi giời, thật á? Vâng, cho em ăn cơm khoai rồi em lấy cho hai người mượn. Ôi giời, đơn giản thế thôi á, em đi luôn. Đây, về ăn cơm khoai nhá. Tại anh ấy. Tại gì tao? Mày cầm chìa khóa mày làm mất cho mày bỏ tại tao. Chả tại anh à, anh không đuổi em thì làm sao mà rơi được. Mày hơi bị lắm mồm ấy nhá. Này, hai đứa vẫn chưa vào được nhà. Em chưa, em vẫn đang đi tìm chìa khóa này. Ôi trời ơi, hai anh em mày dốt. Bây giờ nhá, gọi mẹ mày xem mẹ mày có gửi chìa khóa hàng xóm không. Đấy, xong rồi sang lấy mở cổng vào, có gì đâu. Vâng, bây giờ đành thế thôi chứ biết làm nào nữa. Xong rồi tiền thẻ kiếm cái gì lót vào đít đấy nhá. Về mẹ chúng mày phang cho đấy. Vâng. Thôi đi về đi cả trưa nhá. Mình kiếm gì lót vào đít đi nhá. Đi về ăn khoai Ngọc Anh ấy. Cái mặt anh ấy. Mày ấy. Mày ấy. Em sao? Lâu nhỉ. Hiếu ơi, mày bảo Ngọc Anh có cái gì đấy mà chờ mãi chỉ đến đấy. Nó bảo nó có một cỗ máy giúp chúng ta có thể phiêu lưu đến vùng đất mơ ước đấy. Nhưng đợi tí nó sang bây giờ đấy. Cỗ máy á? Nghe cảm giác to với cả nặng nhờ. Thế liệu mình nó có vác nổi không? Ôi giời ơi, kiểu gì chả vác được. Nó ăn hơi khỏe, chưa ăn cơm nhà tao nhá. Nó quánh ba bát cơm khoai mà. Ồ, thế à? Máy giúp phiêu lưu đến vùng đất mơ ước á. Ôi, nếu mà được như thế nhá, tôi sẽ ước tôi là con gái. Còn em nhá, em sẽ ước nhà em giàu y như nhà anh Tuấn luôn. Wow, thế thì nhá, tao sẽ ước là tao với con Nhung sẽ không bao giờ bị rơi chìa khóa nữa. Để cho tao đỡ bị bố mẹ đánh. Ê, à đúng rồi, tao sẽ ước luôn là tao không phải anh trai của mày nữa, đỡ khổ. Ừ, anh làm gì em thích lắm á, em cũng ước giống anh ấy. Đây rồi mọi người ơi. Đây là chiếc máy mà em đã nói đến. Ngọc Anh ơi, nhìn như kiểu thùng bìa cắt tông như thế. Tưởng thế nhưng không phải thế. Mọi người chú ý nha, trước khi bước vào thùng này thì ước điều mình muốn là được. Thế đơn giản nhỉ. Thế giờ ai vào trước nào? Em. Em ước nhà em giàu như nhà anh Tuấn. Được rồi, Thảo đi trước nha. Em không thấy đâu luôn đấy. Để tao. Để tao. Tao ước giống cái Thảo nhà tao. Ôi, mất luôn rồi. Đến tao. Ý rồi, đến tao. Tao ước, tao sẽ không phải là may của con này nữa. Lỗi à? Ôi, cũng đi luôn rồi, đến lượt em. Tao đã ước lừa dối anh Hoàng nhà tao. Vào đi. Anh Tuấn, còn anh vào nốt đi, xong em vào. Anh hứa nha, anh sẽ là con gái. Anh Hiếu ơi, nhà mình giàu rồi anh Hiếu ạ. Nhà thiết kế nhá, y hệt nhà anh Tuấn. Chứ gì nữa, nó phải thế chứ lì. Làm gì đấy? À, em tìm trong người xong có tiền không? Tại vì nhá, em thấy anh Tuấn lúc nào trong người cũng có tiền. Thế á, thế tìm đi, tìm xem nào. À,
Đây rồi anh Hiếu ơi. Ê. Wow, nhiều tiền ạ. Ôi giời ơi, nhiều tiền thế này nhá, tao sẽ mua thật nhiều thẻ nạp game. Đấy. À, mà nhà giàu thế này phải có máy tính xịn chứ. Nhờ, để tìm xem nào. Ở đây ngăn kéo này. Ôi giời ơi, có cả MacBook này. Ôi, đặc cấp, đặc cấp. Anh Hiếu ơi. Hả? Em sẽ gọi pizza để ăn, cho bó những ngày tháng mà chúng mình ăn cơm độn khoai. Ê, sẽ được, gọi đi nhá. Ok anh. Được không? Alo anh ạ, à, ship cho em một pizza bò ngô anh nhá. Vâng. Ôi giời ơi, cảm giác ở cái nhà giàu sướng chân đấy. Anh Hiếu ơi, bây giờ nhá, em phải lên phòng xem ba lô của em có bị rách không. À được. Ôi giời ơi. Ý, pha kê tha mà. Anh Hiếu ơi. Anh Hiếu ơi, anh nhìn ba lô của em có đẹp không? Ai xảy đẹp nhá, được rồi. Vâng, ở trên phòng em nhá, còn bao nhiêu là váy công chúa nữa cơ, nhiều lắm. Ê, chuyện, nhà mình giàu thế này mà lại... À, cái bố đâu nhỉ? À, nhà mình giàu thế này nhá, chắc tầm này bố phải đang đi đánh cờ hoặc đánh gôn gì đấy rồi. Đúng rồi anh Hiếu ạ, em nhá, em sẽ ở vùng đất ước này mãi luôn, gia đình mình sẽ sống bên nhau hạnh phúc. Ê, được, gia đình mình sẽ ở đây luôn nhá. Anh Hiếu, Thảo, bánh pizza hai người đặt à? Có em à? Ô, ship đến rồi à chị? Thế mà em không để ý, điện thoại em để đây này. Mà chị Ngọc Anh ơi, chị ngồi đây ăn bánh luôn cùng bọn em nhá. Nhà em ạ, đầy tiền. Rồi, giờ nhà anh đầy tiền, ăn uống thoải mái. Đó, à đây, làm miếng đi. Ăn xong rồi kiếm một kia đi chơi nhá. Ăn lên đi. Ui, ngon đấy, được. Này, mày có phải con Mỹ Ngọc không? Em không. Thế anh có phải con bố Thành không? Tao không. Từ giờ nhá, tao với mày không phải anh em nữa. Mày sẽ không bao giờ mách lẻo tao được nữa. Em cũng thế, chứ không ai ngăn cản em đi chơi với thằng Giám Hiếu Sáo. Mà em cũng không phải đau đầu khi làm bài tập nữa anh. Ý gì? À, ôi ơi, vẫn còn nguyên si chìa khóa không bị mất. Ôi dồi ôi, cái miền đất mơ ước này thích thật đấy. Ở đây nhá, đúng như những gì em ước luôn. Em á, ở đây luôn, không về nữa. Trời ơi, tao cũng thế giờ. Ôi, anh em Hoàng Nhung nhỉ? Chị Nhung. Ây xời ơi, hai anh em nhà này ăn mặc đẹp nha. Mày Hiếu ơi, tôi báo cho một tin mừng. Từ giờ hai anh em mới đi chơi điện tử, không phải lo vấn đề gì nữa. Bởi vì nhá, con này nó không phải em tôi nữa rồi. À thế à, thế được rồi. Ngọc Anh, cái xứ sở mơ ước này được phết đấy nhờ. Ơ, thế nhưng mà thằng Tuấn đâu? Này nó vừa đi sau bọn anh cơ mà. Anh Tuấn. Vui là con hay là con gái thật tuyệt. Ôi, anh Tuấn giờ xinh gái quá rồi. Nào chị. Yeah. Vâng, thêm sang nhà anh Hiếu bây giờ anh có sang không? Không, không sang đâu. Ơ, sao thế? Mọi người là bạn thân của nhau cơ mà. Thân lúc nào á thì không biết, còn bây giờ á, chả thích. Ồ, thế anh sẽ cô đơn lắm đấy. Cô đơn á? Kệ, đây được làm con gái là vui rồi, chả cần chơi với ai cả. Thế thôi, em sang nhà anh Hiếu đây. Ê, đi đi. Vui là con gái ha, là con gái thật tuyệt. Ơ, thế sao lại thế nhở? Chắc đấy là sự lựa chọn của anh ấy. Ui dồi ôi, thôi kệ nó đi, nó chán nó khác phải tìm anh em mình. À, à, thế nhưng mà Ngọc Anh, mày có cỗ máy đến với vùng đất mơ ước, tại sao không ước được về nhà? Không được, em không thể dùng nó để về nhà được. Sao thế? Bởi vì khi đến vùng đất mơ ước, chúng ta sẽ bị mất đi một thứ gì đó, hoặc trở về hiện tại và không mất gì cả. Mất điều gì đó? Nhưng mà anh đến đây có thể mất gì đâu. Đúng rồi chị ạ, em không muốn về đâu, bởi vì nhá, về khổ lắm. Đúng rồi, anh thế, chỉ cần nhá, anh không phải anh con Nhung là được, chứ còn anh chẳng thấy mất gì. Em cũng thế. Chị Nhung ơi, xong rồi chị đi cùng với em nhá, em nhiều tiền lắm, em dẫn chị đi mua hình dạng oppa. Ô, chị Nhung, chị làm sao đấy? Kệ nó đi, ôi, bây giờ chúng mình đi khám phá vùng đất mơ ước, xem nó có khác gì vùng đất thực tại không, nhá. Đi. Sao bố đi đâu lâu về thế nhở? Gần 12 giờ đêm rồi. Ô, sao lại thuê bao nhở? Ngày dỗ đầu bố. Thảo! Thảo ơi! Anh Hiếu ơi, bố về chưa anh? Mày lấy ảnh bố ở đâu đây? Em không biết, đứa nào nó nghịch cứ để lên bàn thờ anh ạ.
mày có còn nhớ... Em không thể dùng nó để về nhà được. Sao thế? Bởi vì khi đến vùng đất mơ ước, chúng ta sẽ bị mất đi một thứ gì đó, hoặc trở về hiện tại và không mất gì cả. Anh Hiếu ơi, em không muốn mất bố đâu. Em còn mất luôn cả tình bạn với chị Nhung nữa. Nãy em gọi điện cho chị Nhung ghét em lắm. Anh Hiếu ơi, em không cần giàu sang, em cũng không cần nhiều tiền, em chỉ cần bố thôi. Anh bảo chị Ngọc Anh đưa anh em mình về thực tại đi anh Hiếu. Hóa ra anh em mình sống giàu sang sung túc, đổi lại là mất bố như thế này sao? Anh Hiếu ơi, anh gọi chị Ngọc Anh đưa anh em mình về đi. Em không muốn mất bố đâu. Được rồi, để anh gọi. Gọi cả thằng Hoàng, cái Nhung, thằng Tuấn nữa, xem chúng nó có mất mát gì không. Ôi, ai làm bài tập cho mình bây giờ nhỉ? Chuồng chó thì cọ một mình, đồ ăn cũng ăn một mình, ngấy chết đi được. Alo, ông Vịnh, cái Nhung, sang nhà tôi ngay. Ông điên à, đang nửa đêm mà. Ờ được rồi, mai dậy nhớ phải sang luôn đấy nhá. À, mình xinh gái thật đấy, thế nhưng mà hơi đen. Thế nhưng mà tại sao lại không ai chơi với mình nhỉ? Alo, sao mai ông sang nhà tôi gấp nhá? Sang làm gì? Có ai thèm chơi với ông đâu mà. Ờ thôi được rồi, cứ sang đi, biết đâu lại thèm. Ờ. Mọi người nghĩ kỹ chưa? Ở đây đang có những gì mọi người mong muốn. Nếu trở về thì lần sau không ước được điều như thế nữa đâu. Chị ơi, em muốn về chị ạ. Em không cần giàu sang, em không cần nhiều tiền, em chỉ cần được sống bên bố em thôi. Anh cũng thế. Được rồi, anh Hoàng, Nhung, còn hai người thì sao? Anh cũng muốn về. Anh cảm giác không có đứa em gái như con Nhung cứ làm sao ấy. Em cũng thế, không có anh trai em buồn lắm. Mà ở đây em còn mất cái Thảo, em không chơi với cái Thảo nữa. Được rồi, anh Tuấn. Anh ở lại đây chứ, em thấy anh làm con gái xinh đấy. Anh về, anh thích làm con gái thật. Thế nhưng mà ở đây không có bạn, không có ai chơi cùng, anh buồn lắm, anh về nhé. Được rồi, thế thì chúng ta sẽ về. Về. Ôi, lại đau thế, thế là hư ấy nhá. Lỗi. Trời ơi, chúng mày ơi, mai mai là bạn nhá. Chả chơi với bọn tôi, ông chơi với người khác để ông hành người ta đến khổ già. Này, bác mới hái được trái cây này, mấy đứa ăn này. Ơi, chào xin. Bố. Bố ơi bố, con nhớ bố lắm bố ạ. Dù nhà mình nghèo, dù có phải ăn cơm độn khoai thì con vẫn thích. Ba lô con rách thì con đeo túi cắm cỏ đi học cũng được bố ạ. Hai cái đứa này hôm nay thế nào nhỉ? Thôi được rồi, bỏ ra. Các bạn cười cho giờ. Thôi, mấy đứa ăn xoài đi nha. Xoài bác vừa mới hái ra ngon lắm đấy.